Thưa quý thính giả của Thời báo Media, đây là mục Thời sự Thế giới cho ngày thứ Sáu, 28 tháng 8 năm 2020. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến một chủ đề là tại sao một số đông những người Mỹ gốc Việt lại ủng hộ nồng nhiệt Tổng thống Donald Trump. Chúng ta cũng biết hiện nay đang có cuộc tranh cử Tổng thống và cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Về phía phe của Đảng Dân Chủ, là cựu phó tổng thống Joe Biden, và bên đảng Cộng Hòa tức là đương kim tổng thống Donald Trump thì đang có những cuộc tranh luận về việc cộng đồng người Việt ở Mỹ tại sao lại ủng hộ Donald Trump nhiều hơn so với những cộng đồng Á Châu khác. Những cộng đồng Á Châu khác như là cộng đồng Á Châu người Nhật, người Philippines vân vân, họ có vẻ như là ủng hộ đảng Dân Chủ nhiều hơn là đảng Cộng Hòa. Tại sao những người Mỹ gốc Việt lại ủng hộ ông Donald Trump nhiều như thế, trong khi đó những ông này đã có những tai tiếng rất là nhiều trên thế giới cũng như là trong mạng truyền thông. Ngay cả cô cháu của ông Trump cũng đã viết một cuốn sách để mà tố cáo ông Trump là người rất là nguy hiểm. Thì chúng tôi cũng tìm hiểu tại sao lại những người Mỹ gốc Việt lại muốn ủng hộ nồng nhiệt ông Tổng thống Trump như vậy. Thì đài CBC của Canada mới đây cũng vài nhận định nói rằng trong thời gian những tháng qua, cho dù chính quyền Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump đã gặp những khó khăn, nào là cách quản trị yếu kém trong việc ngăn ngừa đại dịch, nào là nền kinh tế suy thoái nặng nề, nhất là trong bao nhiêu năm qua, hàng chục triệu người thất nghiệp, nào là những bạo động đang diễn ra ở những thành phố Mỹ vì những kỳ thị chủng tộc, số người Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump sút giảm mạnh. Cũng có những cuộc thăm dò dân ý cho thấy Tổng thống Trump có thể sẽ thua trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Tuy thế, vẫn có những nhóm người thiểu số tích cực ủng hộ ông Trump, mà đặc biệt là một số lớn những người Mỹ gốc Việt. Một cuộc thăm dò trên Facebook mới đây của một nữ phóng viên Việt mà đài CBC không nói tên, thì 94% những người Mỹ gốc Việt cho biết là họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử sắp đến. Tại sao thế? Theo đài CBC thì phải mở lại lịch sử ngàn năm, từ những hàng ngàn năm trước giữa Việt Nam với lại Tàu và những mưu toan đồng hóa chiếm đất của người Tàu đối với người Việt. Chúng ta đã thấy hiển nhiên bây giờ nước Tây Tạng đã bị đồng hóa gần như hoàn toàn. Rồi người Duy Ngô Nhĩ ở xứ Tiên Tân Cương cũng dần dần phải chịu sự đồng hóa của người Tàu khi mà số sinh sản đã bị cắt giảm. Đồng thời một số đông những người ở Duy Ngô Nhĩ đã bị vào những trại tập trung, không được ra ngoài. Nhất là bây giờ Trung Quốc sau nhiều năm ẩn nhẫn đã ăn cắp các tài liệu trí tuệ về mọi lĩnh vực, trở mình từ một quốc gia thấp kém trở thành một cường quốc đứng hàng nhì thế giới và đang mon men muốn trở thành đại cường quốc số 1. Và bắt đầu ra tay bắt nạt những nước láng giềng khi mà nó có đủ khả năng, đã thấy là nó có đủ. Hồi xưa thì ẩn nhẫn không dám mon men chờ thời và tiếp tục ăn cắp những khả năng trí tuệ của người khác. Bây giờ dùng những trí tuệ đó đã phát triển nền kinh tế một cách hùng mạnh và ra tay bắt nạt những nước láng giềng, tự ý tuyên bố chủ quyền lấn đất giành dân, giành biển, mà Việt Nam là một trong những nước láng giềng đang bị Trung Quốc tìm cách lấn chiếm. Sau ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, và trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 1975 cho đến tháng năm 1997, có trên 1.6 triệu người Việt tị nạn ở các nước ngoài. Hiện nay tính theo các tính thì số người Việt sống tại các quốc gia trên thế giới lên tới 4.5 triệu người, và trong số này có khoảng 2 triệu người sống ở Hoa Kỳ. Tổng thống Trump hiện đang có những biện pháp đánh Tàu, ngăn chặn sự bành trướng của Tàu từ lãnh vực cao kỹ qua đến việc lấn đất giành dân. Theo nhận định của đài CBC thì đối với những người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng thống Trump không những vì chính sách chống chủ nghĩa xã hội của ông, mà còn là những hy vọng là Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đương đầu và ngăn cản Trung Quốc, và nhờ thế sẽ gián tiếp bảo vệ Việt Nam khỏi bị Tàu thôn tính. Thưa quý thính giả, đó là lý do chính
mà phần lớn những người Mỹ gốc Việt đã ủng hộ ông Trump, cho dù ông này có nhiều tai tiếng về tình cảm, về vấn đề tài chính vân vân, nhưng mà họ vẫn ủng hộ ông Trump với một cái chủ đích, với một cái chủ, với cái ước vọng là ông Trump sẽ tiếp tục ngăn chặn tàu không có chịp bành trướng đang ở Biển Đông cũng như trên toàn thế giới. Thưa quý thính giả của Thời báo Media, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thời sự Thế giới kỳ này ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong mục Thời sự Thế giới kỳ sau.